Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay cái sân của mình, ban công của mình thì sau một ngày tuyết rơi, những cái lá của hoa rau bắp cải đục để đây là cái nhãn của mình, không biết con cá còn sống không. Đây, con cá Medaka này nó vẫn còn sống đấy, quay cho mọi người xem. Cũng nhận nó chịu lạnh tốt ghê chứ. Sáng cái mặt trời nó chiếu bóng qua không thấy rõ, mình vẫn thấy nó bơi. Hy vọng buổi trưa mặt trời nó lên, nắng lên. Thấy nó bơi. Trong này thì có 4 con nè. Mình coi coi nó còn lũ hết 4 con không. Thời tiết nó khá là lạnh. Công nhận nó sống tốt ghê chứ. Bên này thì bên này mình không có cá mà nước nó đóng băng này. Bữa đó tuyết nó rơi ở cái chỗ này, đi dễ bị trơn trượt, nên đây tuyết mình đóng để này rau bắp cải nè, mùa đông cái ổi của mình thì hôm bữa tuyết nó rơi nhiều quá, nó bị gãy cong cái gốc cây đó. May mà mình thấy kịp thời đó, nên là mình cho vô trong đây, trái nó vẫn đây, nhưng mà cái lá của nó nhiều, lá nó khô ha. Mình để vô trong cái sàn, ơi vô trong cái mái che nó đỡ. Đã. Nó có nắng vô nó cũng đỡ, nó sẽ ấm. Hôm qua nó đổ cây gốc cây rồi nó tuyết nó nặng á, nó làm cái cây mà nó cong luôn. Tưởng là gãy, nó gãy gốc là thôi. May nó chỉ có nó bị nghiêng rồi nó làm cong cái rễ, cái gốc cây thôi. Giờ mình mới cho cái đất nó vô để cho nó giữ vững lại, hôm qua là nó bị nghiêng. Mình kéo nó vô trong đây. Có cái mái che này. Mái che ngoài hiên này. Chỗ này thì đây có cái chăn đây này. Cá ở đây vẫn thấy nó sống.